Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư Tịnh không giảng tại Tịnh Tông học hội Singapore thời gian tháng 5 năm 1998 tập 82 Mời xem đoạn kinh văn dưới đây Nhược vị lai thế trung Hữu thiện nam tử Thiện nữ nhân cúng dường Bồ Tát Cập chuyển đọc thị kinh Đảng y địa tạng bổ nguyện Kinh nhất sự tu hành giả Nhớ dĩ bổn thần Lực nhi ủng hộ chi Vật lệnh nhất thiết Tai hại cặp bất Như ý sự triếp văn ư nhĩ Hà huống lịnh thọ Đoạn văn này Chúng ta xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo phó diệt hộ trì chúng sanh cho địa thần dặn dò địa thần hộ pháp hộ trì những người y giáo tu hành cửu hoa là đạo tràng bồ tát là căn cứ của bồ tát giáo hóa chúng sanh nếu như chúng ta hiểu rõ thì sẽ biết cần phải làm như thế nào chúng ta nên phát tâm đến cúng dường nên phát tâm đến xây dựng đạo tràng này khiến cho đạo tràng này rạng rỡ rộng lớn hơn chúng ta phải giúp đỡ kiên lao địa thần giúp đỡ bồ tát địa tạng đem tinh thần của địa tạng hoàng dương đến toàn quốc hoàng dương đến toàn thế giới thì chúng ta được phước là vô lượng vô biên kinh văn giảng đến chỗ này khiến cho chúng ta có cảm xúc rất là sâu sắc sau khi đức thế tôn diệt độ đức phật kế tiếp là di lặc phật trước khi ngài còn chưa xuất hiện ở thế gian này trong khoảng này có một đoạn thời gian rất dài trong kinh di lạc hạ sanh phật đã nói cho chúng ta biết dùng niên đại của thế gian chúng ta để tính có lẽ hơn năm sáu tỷ năm nữa trong khoảng thời gian dài như vậy không có phật ra đời không có người giáo hóa chúng sanh chúng sanh không nghe được thiện pháp cứ theo tham sân si mạng của mình Mà tạo vô lượng vô biên Tội nghiệp Cảm thọ khổ báo Vậy thì khổ không thể tả rồi Thế Tôn Đại từ Đại Bi Đem việc giáo hóa chúng sanh Phó thác cho Bồ Tát Địa Tạng Hay nói cách khác khi Phật không trụ thế thì Bồ Tát Địa Tạng là người thay thế cho Phật nên địa vị của Bồ Tát không giống như địa vị của những Bồ Tát khác đúng như lời kiên lao địa thần nói ở phía trước những vị đại Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm này cũng vô cùng Từ bi độ hóa chúng sanh Nhưng Thế Tôn không có đem cái khoảng thời gian Không có Phật xuất hiện này Phó thác cho họ Không có Ngày đem việc lớn này Đặc biệt phó thác cho Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta thử nghĩ xem nguyên nhân là do đâu cần phải khéo nhận ra nơi không có phật pháp chúng sanh quen tạo tác tội nghiệp làm thế nào mới có thể cứu độ những chúng sanh này tránh khỏi không bị đọa vào ba đường ác. Mọi người thử nghĩ xem, dùng phương pháp gì để dạy? Phương pháp có thể cứu giảng, không có gì bằng hiếu kính. Đây là chúng sanh tạo tác ác nghiệp. Nếu như bạn khuyên bảo họ, họ cũng có thể tiếp nhận. Giúp đỡ mọi người Phải thiết lập từ tâm lý Địa là tâm địa Tạng là trí huệ Đức năng chân thật Hàm chứa ở trong tâm địa Kho báo tâm địa Cho nên pháp môn này Đối với chúng sanh trong khoảng thời gian năm sáu tỷ năm này thì pháp môn này là khế hợp căn cơ nhất cho nên nói muốn giúp đỡ chúng sanh cứu tế chúng sanh tránh bị đọa đường ác thì bộ kinh này là kinh cứu mạng Là dạy chúng ta ở hai cõi trời người Đứng vững trên đôi chân Không bị mất thân người Không bị đọa đường ác công đức lợi ích vô cùng thù thắng của kinh điển này là ở chỗ này lấy cái này làm nền tảng sau đó dùng kinh vô lượng thọ dùng những kinh luận giảng sanh này giúp bạn thoát khỏi lục đạo luân hồi thoát khỏi thập pháp giới chỉ trong một đời làm Phật làm tổ Đây là pháp môn bất nhị Để Phật độ chúng sanh ở thời kỳ mạt Pháp Nhưng mà mạt Pháp Cũng chỉ còn 9.000 năm Sau 9.000 năm Thì kinh không còn nữa Chúng sanh rất khổ Hoàn toàn phải dựa vào Bồ Tát Địa Tạng Thị Hiện Vậy thì không phải Phật Thuyết Kinh Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh Chúng ta có thể tưởng tượng được Bồ Tát Địa Tạng nhất định là khuyên tất cả chúng sanh đoạn thập ác tu thập thiện hiếu kính cha mẹ tôn kính thầy tổ như vậy mới tránh khỏi bị đọa ba đường ác cho nên pháp môn bổ nguyện địa tạng đối với bất kỳ người nào ở trong chúng ta cũng là vô cùng quan trọng cũng vô cùng thân thiết Chúng ta cần phải phát tâm Chăm chỉ tu học Chăm chỉ tuyên dương Trong kinh văn Ở chỗ này chữ quan trọng là cúng dường Và chuyển đọc Đáng y địa tạng bổ nguyện kinh nhất sự tu hành giả đây là dạy chúng ta chuyên tu chuyên hoàng trong chú giải trích dẫn lời phật nói đặt tâm vào một chỗ thì không có việc gì mà không thành cái quý báu nhất trong pháp thế gian và xuất thế gian là nhất tâm chuyên tin thì không có gì không thành tựu điều đáng sợ nhất là phân tâm học quá nhiều học quá xen tạp thì không có cách gì mà thành tựu được Không những là Phật Pháp Mà ngay cả Pháp Thế gian Thành tựu cũng rất khó khăn Pháp Thế gian có nghiệp nhân quả báo của Pháp Thế gian Phật Pháp muốn thành tựu Phải hoàn toàn dựa vào tinh tấn Trên kinh luận Phật thường nói Thiện căn của Pháp Thế gian có ba loại không tham không sân không si là ba thiện căn này thiện căn của pháp xuất thế gian chỉ có một loại là tinh tấn tinh là chuyên nhất thuần mà không xen tạp đặt tâm vào một chỗ thì không việc gì không thành bạn có thể thành tựu lúc tôi mới học phật pháp tôi vừa xuất gia liền đi dạy viện phật học tôi chưa từng làm học sinh lúc tôi dạy ở viện phật học tôi có một ý tưởng Muốn ký nghị với người phụ trách diện Phật học Tôi hy vọng là duyên Phật học Có một phương thức tốt Để cho mỗi học sinh Chuyên học một bộ kinh Hoặc giả là một bộ luận Hy vọng học sinh đem tinh thần Công lực cả đời Chuyên chú vào trong một môn này không cần học quá nhiều quá sen tạp tôi nghĩ như vậy là rất khó thành tựu nếu như trong viện phật học có một hai trăm người mỗi người học một bộ kinh vậy thì có một trăm bộ kinh hai trăm bộ kinh mỗi bộ kinh đều là chuyên gia học kinh địa tạng thì cả đời chuyên chú vào kinh địa tạng mỗi ngày chuyên niệm kinh địa tạng chuyên tu hành theo kinh địa tạng chuyên giảng kinh địa tạng vì người này chính là bồ tát địa tạng rồi là chuyên gia đứng đầu thế giới nơi nào muốn mời giảng kinh địa tạng thì mời bồ tát địa tạng đi giảng chuyên học phẩm phổ môn thì cả đời chuyên chú vào bộ kinh này Tu hành theo phẩm phổ môn Mỗi ngày đọc tụng phẩm phổ môn Tuyên giảng phẩm phổ môn Vậy người này chính là Bồ Tát quan Thế Âm Không nên học nhiều Không nên học sen tạp chỉ học một thứ thôi làm chuyên gia chứ đừng nên làm thông gia thông gia rất khó làm thông gia nhất định phải là người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mới có thể làm đến được phàm phu căn tánh trung hạ chắc chắn là không thể làm được rồi thế nhưng người căn tánh hạ hạ nếu như họ chuyên tu chuyên chú vào một môn thì vẫn có thể thành tựu vì sao vậy? Đặt tâm vào một chỗ thì không việc gì mà không thành Học Kinh Lăng Nghiêm thì chuyên học Kinh Lăng Nghiêm Mỗi ngày đọc Kinh Lăng Nghiêm Tu hành theo Kinh Lăng Nghiêm Chuyên Hoàng Dương Kinh Lăng Nghiêm Vì người này là Vua Thủ Lăng Nghiêm Vào năm 1977 Tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm tại Hồng Kông vào lúc đó Kinh Lăng Nghiêm dường như là tôi giảng lần thứ bảy rồi Có một hôm tôi gặp Pháp Sư Diễn Bội Pháp Sư Diễn Bội tìm tôi nói Thầy là vua thủ Lăng Nghiêm rồi Tuy là chỉ nói vui Nhưng Chuyên công chuyên hoàng Rất là hữu hiệu Tôi học Lăng Nghiêm dưới hội Thầy Lý Bỉnh Nam Tôi học 10 năm dưới hội của thầy, được năm bộ kinh. 10 năm học năm bộ kinh. Bộ thứ nhất là kinh A Nan vấn sự Phật kiết hung. Các bạn nhìn thấy bản kinh này của tôi. Là bộ kinh tôi học đầu tiên vào năm đó. Bộ thứ hai là Phật thuyết A Di Đà kinh bộ thứ ba là phổ hiền bồ tát hạnh nguyện phẩm bộ thứ tư là kinh kim cang bát nhã ba la mật bộ thứ năm là kinh lăng nghiêm tôi mười năm học năm bộ kinh thế nhưng tôi đem toàn bộ tinh thần sức lực dùng vào trong kinh lăng nghiêm Cho nên Kinh Lăng Nghiêm trước sau Tổng cộng là tôi giảng 7 lần Lý Lão Sư lúc tuổi về chiều Chúng tôi có 8 người đồng học Phát khởi ý nguyện là Thỉnh Thầy giảng hoa nghiêm Nguyên nhân gì phát khởi ý nguyện này vậy? Bản thân của Thầy có một lần giảng kinh Tại làng Trung Hương Tân Chúng tôi là thường tùy chúng đi theo Đại khái dài 30 người Thầy đến nơi nào chúng tôi những người này cũng đều đi theo cùng Trong lúc giảng kinh Thầy đã từng nói với mọi người Thầy đã sanh tử tự tại Thầy muốn giảng sanh lúc nào là có thể giảng sanh lúc đó Trụ thêm mấy năm cũng không sao Sau khi chúng tôi nghe xong trở về bàn tính với các bạn đồng học Thầy đã sinh tử tự tại Thì hy vọng Thầy có thể thường trụ thế gian Muốn thầy thường trụ thế gian thì dùng cách gì? Không có gì khác là mời thầy giảng kinh Suy nghĩ thấy kinh hoa nghiêm rất dài Liên tìm một bộ kinh dài để cho thầy giảng Nếu thầy giảng chưa xong thì không thể nào ra đi được Cho nên tám người liên kết với nhau Thỉnh mời thầy giảng kinh hoa nghiêm Tôi còn cúng dường thầy một bộ kinh hoa nghiêm sớ sao Bản sớ sao đó là đóng bìa bằng dây chỉ Do hội Kinh Hoa Nghiêm Thượng Hải In Bộ này gồm có 40 tập Tôi đem bộ sớ sao này tặng cho thầy Thầy còn đặc biệt nói với tôi Bản sớ sao tôi phải đánh dấu ở trên đó Tôi nói không sao cả Con đã cúng dường thầy rồi Thầy thích đánh dấu như thế nào thì tùy ý thầy Lúc đó Lão Sư Lý cũng dự tính dùng thời gian khoảng 3 năm Sẽ giảng xong Kinh Hoa Nghiêm Mỗi tuần thầy giảng một lần Hơn nữa còn có phiên dịch sang tiếng Đài Loan Tiến độ vô cùng chậm chạp Lúc tôi ở Đài Trung cũng nghe được một quyển 80 quyển nghe thầy mở đầu như thế nào Vì mở đầu rất khó giảng Xem thầy mở đầu như thế nào sau khi nghe xong quyển này rồi Tôi đến Đài Bắc Cũng giảng hoa nghiêm Tiến độ tôi giảng nhanh hơn thầy Tôi dùng cách giảng tỉ mỉ hơn thầy Dùng thời gian nhiều hơn thầy Thầy giảng được một nửa Thì giảng sanh rồi Việc này cũng có nhân duyên đặc biệt Giống dĩ thầy đã từng nói Giảng kinh hoa nghiêm viên mãn Cuối cùng giảng tiếp bộ kinh di đà Thì thầy sẽ giảng sanh Tôi căn cứ theo tiến độ của thầy để tính Thì chí ít thầy phải sống đến 130 tuổi Thầy mới giảng xong bộ kinh này Năm 97 tuổi Thì thầy đi rồi Nguyên nhân là gì? Thầy bị ngộ độc thức ăn Đây là do đồng tu mang đến cúng dường Thói quen của thầy là vô cùng từ bi Nhất định là ăn ngay trước mặt người Để cho họ sanh tâm quan hỷ Đây là thói quen của thầy Sau khi ăn xong Thầy cảm thấy lạ Đương nhiên không phải là đồng tu hại thầy Đồng tu là thật tâm cúng dường Cúng dường với tâm tốt Cúng dường với thiện tâm Nhưng có lẽ là Do thức ăn để quá lâu Không sạch sẽ Nhất là hiện nay Ở trong thức ăn có rất nhiều Thành phần hóa học Có rất nhiều thứ trong đó chứa chất bảo quản Đối với người tuổi tác cao mà nói Sức đề kháng tương đối suy yếu Cho nên khi thầy ăn xong Thầy là một thầy thuốc đông y rất giỏi Sau khi ăn xong người ta đi rồi Thầy giải đọc Lần thứ nhất giải đọc hết Không có ảnh hưởng gì Không có chuyện gì Trải qua mấy tháng sau lại gặp một lần nữa Thầy cũng ăn Sau khi ăn xong Sau khi người này đi rồi Thầy tìm thuốc giải độc để uống Thì không kịp nữa Chất độc nó phát tán quá nhanh Lần này thầy bị bệnh 3 tháng Thể lực suy yếu rất nhanh Tôi đến Đại Trung để thăm thầy Thầy liền đưa ra lời cảnh báo Nói với tôi Dứt khoát không được ăn đồ ăn ở tiệm Cho nên tôi ở Đài Loan chưa bao giờ đi ăn ở tiệm câu nói này thầy đã nhắc đi nhắc lại với tôi đến mười mấy lần nên tôi rất ấn tượng nói với tôi khi ăn đồ gì cũng nhất định phải cẩn thận thức ăn hiện nay bao bì thì rất đẹp rất bắt mắt thật ra không sạch sẽ không những khu vực như đài loan trung quốc ở nước mỹ cũng vậy không nên cho rằng quốc gia tiên tiến thì thức ăn đều đáng tin cậy là chưa chắc những thứ vệ sinh môi trường này của mỹ không hoàn toàn là như ý đâu tóm lại là phải luôn luôn chú ý cẩn thận đây là sự từ bi của lý lão sư cho nên lão sư đi rồi nó thực ra cũng là do chúng sanh không có phước chúng sanh có phước thì thầy nhất định có thể trụ thế thêm một khoảng thời gian nữa rồi cho nên kinh hoa nghiêm thầy giảng đến phẩm thập hồi hướng phẩm thập hồi hướng giảng xong tiếp sau đó là phẩm thập địa phẩm thập địa thì chưa giảng thập hồi hướng giảng xong thì thầy đã đi rồi bộ kinh này giảng viên mãn là tương đối khó khăn chúng sanh ở khu vực này có phước báo lớn chúng sanh ở vùng này có phước báo lớn thì mới có thể có sự cảm ứng này Các gì phải biết giảng kinh địa tạng thì có kiên lao địa thần và rất nhiều thần chúng đến hộ trì đạo tràng nếu giảng kinh hoa nghiêm thì càng không thể nghĩ bàn nữa rồi ngày nay đạo tràng cư sĩ lâm thù thắng người rõ lý biết bởi vì giảng đại kinh nên được chư Phật hộ niệm Tất cả Long Thiên Thiện Thần Đều tập trung hộ trì đạo tràng này Thì đạo tràng đâu có lý nào không hương dưỡng chứ Lại thêm niệm Phật ở niệm Phật đường nữa Bạn xem nên được Tùy Lô Giá Na Phật và A Di Đà Phật Cùng hộ trì hiện tượng này bạn tìm ở đâu ra chứ thật sự là trăm nghìn muôn kiếp hy hữu khó gặp chúng ta may mắn gặp được thắng hội này duyên này chín mùi tại nơi đây không thể nghĩ bà chúng ta tin tưởng sâu sắc nhưng duyên thù thắng như thế này tương lai nhất định sẽ chín mùi tại trung quốc hơn nữa tôi tin là thời cơ chính ngùi tại trung quốc sẽ ngày càng gần hơn từ chỗ nào mà biết vậy từ trong tin tức truyền đến người trung quốc niệm phật niệm kinh vô lượng thọ ngày càng nhiều đây là dấu hiệu vô cùng tốt lành nơi singapore này là phật quốc ở nam dương nơi này nhỏ nếu trung quốc trở thành phật quốc thì người trên toàn thế giới có phước rồi chúng ta xem thấy ở trong kinh này bồ tát địa tạng ở trong nhân địa thổ xa xưa đã từng làm vua nước nhỏ bạn của ngài cũng là vua nước lân cận hai vị vua này đều là dùng phật pháp để trị quốc dùng thập thiện nghiệp đạo giáo hóa nhân dân chúng ta xem thấy ở trên kinh dùng thập thiện nghiệp làm gốc rễ trị quốc đó là vị vua bồ tát là Như Lai hóa thân. Đây là hết thảy chúng sanh. Hết thảy nhân dân thật sự có phước báo. Nên cảm ứng được chư Phật Như Lai, chư đại Bồ Tát hóa hiện thành người lãnh đạo của quốc gia. Đây là đại sự hi hữu khó gặp. có lẽ chúng ta ở trong đời này có thể nhìn thấy. Người lãnh đạo của quốc gia này là do chư Phật Như Lai thị hiện. Một số quan chức ở trong chính phủ là do Bồ Tát thị hiện. Là nhân dân có phước Phần sau cùng của chú giải Ở hàng thứ ba Chúng ta hãy bắt đầu đọc từ câu sau cùng này Tôi sẽ đọc cho mọi người nghe Kim chuyên đọc Mất tư nghị khai hiển chi kinh Câu nói này quan trọng Cho nên kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện thật sự mà nói là cùng một loại với kinh vô lượng thọ và kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm trong kinh vô lượng thọ bạn thấy vừa mở đầu liền nói với chúng ta khai hóa hiển thị chân thật chi tế là cùng một ý nghĩa với bất tư nghị khai hiển Vậy thì hoa nghiêm Thì không cần phải nói nữa Chúng tôi đã giảng 70 buổi Tại nơi này rồi Tuy kinh văn giảng không được xem là quá dài Nhưng giảng rất tỉ mỉ Các vị đều có thể lĩnh hội được Kinh Khai Mở Hiển Thị Không Thể Nghĩ Bàn Ba bộ kinh này đều là Kinh Khai Mở Hiển Bày Không Thể Nghĩ Bàn Tội Đốn Tiêu Nhi Công Tóc Thành Hà sự Đa Cầu Tạp Loạn Tâm trí. Đây là khuyên chúng ta Chỉ nương vào một việc trong kinh địa tạng bổ nguyện mà tu hành Kinh hoa nghiêm lớn Bạn có thể chuyên chú nương vào một phẩm Một chương mà tu hành Thì cũng có thể thành tựu công đức không thể nghĩ bạn Tội đúng tiêu Diệt tội nhanh Công đức sẽ thành tựu rất nhanh Hà sử đa cầu tạp loạn tâm trí Hai câu nói này vô cùng quan trọng Ngày nay chúng ta có bao nhiêu đại đức tại gia Xuất gia trẻ tuổi phát tâm Rất là dũng mãnh Tinh tấn Nhưng Đến cuối cùng Chẳng có biểu hiện thành tích gì tốt đẹp Là do họ học quá nhiều Tu quá tạp rồi Kinh nghiệm trong đời này của tôi Cho tôi biết Tôi chuyên tu Chuyên hoàng Thâm nhập một môn Tôi là chuyên nương theo Kinh a di đà Lúc về già tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn của Kinh di đà Trong Kinh a di đà Tôi chuyên công vào yếu giải của ngẫu ích đại sư Và sớ sao của liên trì đại sư Công lực cả đời của tôi dung vào trong đây Giảng những kinh luận còn lại Là do tiếp nhận lời mời Nhìn thấy không có người giảng Bởi vì vào lúc đó Tôi cần phải học tập Kinh nghiệm trên bục giảng Bạn phát tâm giảng kinh Thì kinh nghiệm trên bục giảng là vô cùng quan trọng Không được rời khỏi bục giảng Đây là lời Lý Lão Sư dặn dò trước đây Thầy có đưa ra thí dụ để nói Khúc bất ly khẩu Quyền bất ly thủ Khúc là ca hát Ca hát thì mỗi ngày phải hát Mỗi ngày phải luyện giọng Người học võ thì mỗi ngày phải luyện tập Ba tháng không luyện tập Thì gân cốt đã sơ cứng rồi Giảng kinh cũng như vậy Mỗi ngày phải rèn luyện Suốt ở trên bục giảng cho nên người ta mời tôi giảng kinh gì thì tôi liền giảng kinh đó tôi xem đó là cơ hội thực tập là lấy được kinh nghiệm ở trên bục giảng theo ý của tôi mà nói tôi muốn giảng một bộ kinh a di đà mà thôi chứ không muốn giảng bộ kinh thứ hai Thế nhưng tôi giảng bộ kinh này Mọi người không muốn Họ thích nghe kinh này, kinh nọ Nên phải hằng thuận chúng sanh Từ trong hằng thuận chúng sanh học Tùy hỷ công đức Tùy hỷ công đức là gì? Là kinh nghiệm trên bục giảng Kết pháp duyên với mọi người Thu được kinh nghiệm trên bục giảng Đạo lý là như vậy một nhân tố khác nữa là Do người giảng kinh quá ít Tôi giảng thêm mấy bộ kinh Lưu lại số băng ghi âm Băng ghi hình này Để cho người hậu học Làm tư liệu tham khảo Giúp hàng hậu học Đây cũng là nguyện vọng của tôi Cho nên tôi giảng không phải là sở học của tôi Sở học của tôi chính là một bộ A Di Đà kinh. Cho nên nói một việc tu hành là vô cùng quan trọng. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, ngay cả Phật pháp cũng phải buông xả. Phật dạy chúng ta Pháp còn phải xả huống hộ phi Pháp Năm xưa tại nơi này đã giảng qua bộ Kinh Kim Cang Cũng giảng tương đối tỉ mỉ Bộ Kinh này Do hai người là hàng quán trưởng Và một vị cư sĩ đồng tu ở nơi đây Là Trịnh Anh Lương phát tâm thính mời Tôi suy nghĩ Thấy có một số người niệm Phật Niệm không đúng như Pháp Không được thọ dụng Cho nên họ thính mời tôi giảng cũng tốt Để họ nghe qua Pháp môn bát nhã Giúp họ nhìn thấu giúp họ buông xả sau đó niệm câu phật hiệu này mới đắc lực cho nên dùng phương pháp này để phụ trợ cho công đức niệm phật chúng ta hãy tiếp tục xem tiếp Thử tức nam nhạc Hữu tướng an là hạnh giả Đó là tông thiên thai Ngôn tu hành giả Vị như thuyết nhi hành Nhược văn nhi bất hành Như thuyết thực sổ bủ Hà tế cơ bận Nhàn vân Thuyết đắc nhất trượng Bất như hành đắc nhất thốn Thì chân thực Hướng thế ngữ nhĩ Mấy câu sau cùng này rất hay Khuyên chúng ta phải thật sự tu hành Học Phật điều đầu tiên phải xây dựng lòng tin Chúng ta tin Lão Sư Lão Sư là Thích ca mâu Ni Phật Lão Sư chắc chắn là không lừa dối chúng ta tin chắc là thầy luôn chỉ dạy chân thành từ bi sau đó phải hiểu được ý của thầy chỉ dạy phải hiểu được ý nghĩa của lời chỉ dạy đó sau khi hiểu nghĩa rồi phải chăm chỉ làm y giáo phụng hành như vậy mới có thể được lợi ích chân thật Xin xem tiếp đoạn Kinh Văn dưới đây như dĩ bổn thần lực Nhi ủng hộ chi vật linh nhất thiết Tai hại cặp bất như ý Sự triếp văn ư dĩ Hà huống lịnh thọ Đây là lời Thế Tôn Nói giới kiên lao địa thần Nhớ dĩ như là Chỉ kiên lao địa thần Nhớ dĩ bổn thần lực Nhi ủng hộ chi Ủng hộ người Một việc tu hành Người chuyên tu chuyên hoàng này Ông dùng thần lực của mình Mà ủng hộ người đó Người thế gian chúng ta nói là Phù hộ họ Gia trì họ khiến cho hết thảy tai hại vì những việc bất như ý này không đến tai họ huống hồ là chuyện họ thọ nhận đương nhiên họ sẽ không gặp phải đoạn này là thế tôn dặn dò kiên lao địa thần Khuyên kiên lao địa thần phải phù hộ những người này giúp họ thành tựu chúng ta cũng đọc qua chú giải một lượt đoạn này chú giải rất hay sách địa thần ủng hộ giả Sắc là người trên nói với người dưới Đây là bảo địa thần Dĩ thử thiện tính Nhược Phật hiện tại Xúc xưng tứ tính Kim ư diệt hậu Cả đương ngũ phẩm Tứ tính và ngũ phẩm Đều là tên gọi chỉ địa vị của tông thiên thai Trí giả đại sư của tông thiên thai Đây là như lai thị hiện Rất nhiều người đều biết Trong sử truyện cũng có ghi chép Nói ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật Tái Lai Thích Ca Mâu Ni Phật ứng hóa ở Trung Quốc Chư Phật Bồ Tát tái lai thị hiện là rất nhiều rất nhiều Các ngài không để lộ thân phận Nên Phạm Phu chúng ta không nhận ra, không biết Và Ngài trí giả thị hiện Niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc lúc ngài giảng sanh học trò của ngài thỉnh giáo với ngài thưa thầy thầy giảng sanh về thế giới tây phương cực lạ là, là ở phẩm vị gì trí giả đại sư rất khiêm tốn nói bởi do ta phải lãnh chúng lãnh chúng là gì quản lý mọi việc lo lắng cho nên phẩm vị không cao Giảng sanh địa vị ngũ phẩm Địa vị ngũ phẩm là sanh phàm thánh đồng cư độ Đây là thị hiện Để dạy chúng ta Vì đại chúng phục vụ Quản lý những nghiệp vụ hành chính này Là hy sinh bản thân Quên mình vì người Ý chính là nói Nếu như Ngài không lãnh chúng Không quản lý mọi việc Ngài chỉ có tu hành Thanh tịnh Thì phẩm vị cao rồi Hy sinh phẩm vị của mình Để thành tựu cho đại chúng Nên công đức là Vô lượng vô biên Đây là đại từ đại bi Không mong cầu lợi ích cho chính mình Hy sinh lợi ích của mình để thành tựu cho mọi người Đây là Bồ Tát Nhưng ở chỗ này Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ Sự hy sinh của Ngài là có giới hạn Không phải nói gì quản lý việc đại chúng Mà tương lai mình không thể giảng sanh Vẫn phải vào lục đạo luân hồi Vậy thì quá đổi sai lầm rồi ngài vẫn có giới hạn nhất định giảng sanh giảng sanh phẩm vị kém một chút cũng không sao hy vọng người trong các bạn giảng sanh phẩm vị đều cao hơn tôi tôi thấp hơn các bạn thì được tôi chắc chắn được sanh cho nên ngài là có giới hạn chứ không phải không thể giảng sanh chắc chắn được sanh tịnh độ Cho nên nhất định phải hiểu được ý nghĩa này Không phải nói chỉ chuyên vì người khác Mà bỏ lỡ chuyện giảng sanh tương lai của mình Không phải cái ý nghĩa này Đây là trí giả đại sư thi hiện để gợi mở cho chúng ta Quả gì ngũ phẩm là gì? Chỗ này cũng là nói quả vị ngũ phẩm Người một việc tu hành này Cúng dường chuyển đọc Nương theo kinh Y giáo phụng hành Thâm nhập một môn Quả vị ngũ phẩm của thiên thai Thứ nhất là tùy hỷ Ở trong tùy hỷ Đoạn nghi Dứt tâm tán loạn Chuyên tu Chuyên hoàng Chuyên là Phá tâm tán loạn Tâm thần của họ chuyên chú Họ không tán loạn Hay nói cách khác Họ ít vọng tưởng Thứ hai là đọc tụng Họ đọc tụng chuyên đọc một bộ kinh Chuyên học một bộ kinh Họ không sen tạp Giảm bớt ô nhiễm Thứ ba là Hoan hỷ thuyết pháp phá trừ bỏng sẻn pháp người thế gian bỏng sẻn tiền tài người học phật người xuất gia không có tiền tài không có tiền tài nhưng có pháp sợ là bỏng sẻn pháp bạn có pháp mà không chịu dạy người ta không chịu truyền cho người ta hoan hỷ thuyết pháp đây là phá trừ bọn sản pháp Đây là chướng ngại Đây là đại phiền não Thứ tư là kim hạnh lục độ Thứ năm là chánh hạnh lục độ Kim hạnh lục độ là gì? Là tự mình tu Cái lục độ này là tự lợi Không phải đối với người Cho nên gọi là kim hạnh Là tự lợi Bố thí là gì? Bố thí là buông xả Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là bố thí Loại bố thí này không có lợi ích đối với người khác Trì giới là chính mình trong đời sống Rất có đầy nếp Tự mình dụng công làm việc có thứ tự Theo cương phép Đều là vì chính mình Nhẫn nhục là tâm nhẫn nại Có tâm nhẫn nại trong tu học Cho nên cái lục độ này Hoàn toàn là đối nội Là đối với chính mình Kim hạnh lục độ Hiệu quả của nó là Phá trừ vô minh tăng trưởng trí huệ chánh hạnh lục độ là giúp đỡ chúng sanh từ trên sự tướng cho nên khác biệt giữa chánh hạnh lục độ với kim hạnh lục độ là ở chỗ này bố thí của chánh hạnh là lợi ích chúng sanh bố thí tài bố thí pháp bố thí vô úy là đối với bên ngoài. Đối với người khác, không phải đối với chính mình. Kim hạnh lục độ là đối với chính mình, chánh hạnh lục độ là đối với người khác. Cho nên ở trong chánh hạnh phải phá trừ bốn tướng. Giống như trong kinh Kim, Kim Cang nói tức tướng ly tướng không phải không làm làm rất chăm chỉ rất nỗ lực tuy làm mà không dính tướng ngay ở trong đây tu không ngã tướng không nhân tướng không chúng sanh tướng không thọ giả tướng trong kinh bát nhã nói tam luân thể không loại pháp tu học này có cả tử lợi lợi tha Lệnh chúng tu hành là Chánh hạnh lục độ Nhưng ở trong chánh hạnh lục độ Có thể lìa tất cả tướng Thì đó chính là kim hạnh lục độ Chánh hạnh chính là lợi tha Kim hạnh là tự lợi Không dính tướng là tự lợi Có thể phá trừ được vô minh Dính tướng thì không thể phá trừ vô minh được Dính tướng thì biến thành phước báo Biến thành pháp môn thế gian Là tu phước Tu phước như vậy Giống như ngày nay cư sĩ Lý Mộc Nguyên Chủ trì cư sĩ Lâm Tịnh Tông học hội Nó thật ra là giống như Trí giả đại sư vậy nếu những ông dính tướng thì quả báo tương lai là đại phạm thiên dương nếu ông không dính tướng liền đi làm phật ở tây phương rồi cái tu này là phước báo chân thật phước báo lớn cho nên công đức tu hành của họ tông thiên thai đó là giống như ngũ định tâm quán của tạng giáo cảnh giới gần giống nhau ngũ định tâm quán sổ tức đình tán ý nghĩa của đình tức là dừng quán sổ tức là dừng tán loạn quán bất tịnh là dừng tâm tham tham dục quán từ bi là dừng sân hận quán nhân duyên là dừng ngu si niệm phật là dừng hết thảy nghiệp chướng cho nên gần giống với cảnh giới của ngũ định tâm quán trí giả đại sư nói ngài giảng sanh chỉ quả vị ngũ phẩm cả đưa ngũ phẩm dĩ đọc kinh thị đệ nhị phẩm cúng dường nải đệ tứ kim hạnh lục độ phẩm đây là tôi giới thiệu sơ lược qua đại ý của quả vị ngũ phẩm với các vị chúng ta xem chú giải xuống hạng thứ hai thì do nhất niệm tính giải ban đầu người mới học phật chúng ta tiếp xúc tin hiểu sáng tỏ nó hiểu rõ nó ý chí thâm tính quán thành sau khi hiểu rõ rồi lại có thể thực sự y giáo phụng hành thì niềm tin sẽ sâu thêm quán thành là gì cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh sẽ thay đổi dần dần cách nhìn cách nghĩ của chúng ta sẽ tiến gần đến cách nhìn cách nghĩ của như lai bồ tát Vậy là siêu phàm nhập thánh rồi Siêu phàm là vượt qua kiến giải của phàm phu Tiếp cận cảnh giới Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát là người Là giống giới cách nghĩ, cách nhìn của chư Phật Bồ Tát Đơn tri ngũ phẩm quán hạnh vi như Phật Tuy ngũ phẩm quán không cao lắm phàm phu có thể làm được nếu quá cao thì phàm phu không làm được ngũ phẩm quán là phàm phu có thể làm được loại tâm hạnh này của phàm phu cũng rất giống phật Gần giống Phật, rất giống Phật Cố lệnh ủng hộ giả Cho nên Thế Tôn căng dặn Người một việc tu hành này Tuy họ là phàm phu nhưng rất gần giống như Phật Là cùng một phương hướng Cùng một mục tiêu với Phật Cho nên căn dặn kiên lao địa thần Phải phù hộ họ Phải ủng hộ họ Hàng sau cùng này Đây là Lời trong Kinh Kim Quang Minh nói Trang 43 Bắt đầu xem câu cuối cùng Kiên Lao Bạch Phật Ngôn Đây là lời của Kiên Lao Địa Thần nói Tuy không phải Ở trong Pháp hội này Không phải ở trong bản Kinh Có thể thấy Kiên Lao Địa Thần phát nguyện Cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy nhiều lần phát nguyện ngài nói thuyết pháp tỳ kheo tọa pháp tọa thời ngã thường trú dạ vệ hộ bất ly ẩn tế kỳ hình tại pháp tọa hạ đỉnh đới kỳ túc chúng tôi tin lời của ngài địa thần nói là chân thật là hiện thực cho nên thật sự phát tâm thuyết pháp dùng tâm chân thành thuyết pháp tâm vô tư thuyết pháp tâm lợi ích chúng sanh thuyết pháp khi bạn ngồi ở trên cái ghế này thì kiên lao địa thần sẽ ở dưới ghế địa thần đang đội bạn trên đầu rất cung kính có thể thấy thăng tọa thuyết pháp không phải là chuyện đùa phải dùng tâm nghiêm túc không đưa có một mảy may sơ ý bạn sơ ý là bạn có tội với địa thần rồi cho nên khi người đăng đạt thuyết pháp mà không đúng như pháp thì yêu ma quỷ quái vây quanh rồi đây là đạo lý nhất định cho nên ở những chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý phải tin sâu lời phật dạy lời phật dạy câu nào cũng là chân thật ý nghĩa của đoạn này rất dài Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi a di đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực Tội nghiệp phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo đăng Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật Oh.